thưa các bạn quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân và để đón tiếp chương trình văn nghệ buổi tối ngày nay, sau đây xin mời quý vị cùng đón xem hoạt cảnh chèo. Tôi có tin vui báo cho cậu đấy. Trong suốt 4 năm qua, cậu đã cải tạo rất tốt. Chính vì vậy mà cậu đã có tên trong đợt phân xá lần này. Cậu sẽ được về sớm trước thời hạn đấy. Sao thế? Cậu không vui à? Em vui làm sao được? Một kẻ cổ bộ như em, xã hội thì ruồng rặng, gia đình thì bỏ rơi, các phạm nhân tuần nào tháng nào cũng có người biết tin riêng em suốt 4 năm trời cái nộp sữa cũng không đủ. Em biết về em biết
về đâu bây giờ. Ôi cuộc đời trái ngang đau đớn, ai thôi trời ơi.
Cô dạo này bóc lẻ không ạ? Dạ. Con lao mình trong mưa tầm tay.
ngày đông, lúc đến trường, lúc ra ngoài đường, tôi đều phải cúi gằm mặt, không được dám nhìn ai những ánh mắt nụ cười mỉa mai tôi. Bà có biết không? Bà có biết không? Biết, mẹ biết. Bà có biết chúng nó nói sau lưng tôi như thế nào không? Ê, ê, con cầm mũ tròn một mắt kia, chạy đi chúng mày. Lúc ấy tôi không sao gì. Ôi bà ơi, cây đắng mất trong lòng bạn bè xa lánh, mai mỉa cười che khuôn mặt của bà mà con và những lời mỉa mai của ông bà mình, tôi không thể kìm chế được, đã trở thành thằng con bà như ngày hôm nay. Bà có biết không? Bà về đi, bà về đi. Mẹ biết, tại mẹ là tất cả. Bà đừng có nói gì hết, cả tuổi thơ của tôi bà thấy tôi sắp ra tù, bà lại đến cướp đi một lần nữa sao? Bà về đi. Bà có biết không? Mẹ biết. Cái đặng trong lòng riêng mình tôi. Không phải muối vừng hay gạo rang đâu, mà
mà đây là chồng của tôi. Kể từ ngày con vào đây, bố con ông bệnh liên miên. Con kể từ ngày con vào đây, bố con ông bệnh liên miên, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Giờ bố con bị ốm mà không thể Tôi không cần. Đi đi.
sạch. Cái cảm giác của cậu mỗi lần xúc động, mỗi lần cậu chớp mắt là tuổi thơ của cậu lại ùa về. Cậu có biết ai cho cậu cái cảm giác đấy không? Nghĩa ơi, cô xin cháu, cô xin cháu. Kìa cô cứ để cháu nói. Cô đừng để vô tình mà để hữu trở thành người con bất hiếu. Cháu xin cô. Cậu nghe đây. Tôi biết rằng bao năm qua cậu đã chịu mọi tủi hờn, mặc cảm vì khuôn mặt của mẹ cậu xấu xí, vì con mắt của mẹ cậu không được vẹn toàn. Nhưng khuôn mặt kia có xấu xí thì ẩn sâu trong đó là một trái tim bao dung nhân hậu. Con mắt kia đã là một sứ mệnh thiên nhiên cao cả của tình mẫu tử. Cậu mới sinh ra thì cậu đã học được con mắt mẹ cậu. Mẹ cậu đã lấy đất của mình để thay cho cậu đấy. Trời ơi, thì ra khuôn mặt xấu xí kia không phải là của mẹ mà chính là của tôi. Con xin lỗi mẹ. Con ơi, con mẹ có trách gì con đâu. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Công cha thank you.